Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình chào buổi tối của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay mùng 4 tháng 6 năm 2024. Tôi là Xuân Tú và tôi là Phương Anh. Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Vận chuyển trái phép 260 bịch ma túy dạng nước vui từ Campuchia tuồn vào Việt Nam, đối tượng quê Sóc Trăng bị lực lượng biên phòng bắt giữ. giác hơi là liệu pháp giải độc cơ thể ngày càng được ưa chuộng, thế nhưng nếu lạm dụng hoặc dùng sai cách sẽ rất nguy hiểm. Rác thải nhựa bóp nghẹt dòng chảy các dòng sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng hiện nay chúng ta chưa có nhiều giải pháp hiệu quả để xử lý và giảm thiểu rác. người đàn ông Ấn Độ vừa phá kỷ lục Guinness thế giới của chính mình với thành tích sử dụng mũi để gõ bảng chữ cái trên bàn phím máy tính chỉ trong vòng 25,66 giây. Trưa ngày 4 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ba người trong một gia đình gồm bố, con gái và cháu ngoại tử vong, chưa rõ nguyên nhân. Công an huyện Vũ Thư đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Thái Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người có liên quan để điều tra xác minh sự việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người nhà phát hiện người đàn ông sinh năm 1938, trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình chết trong phòng ngủ, trên người có 4 vết thương. Gia đình nghi ngờ ông bị người thân trong gia đình sát hại nên giấu không trình báo sự việc đến cơ quan công an. Qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện sự việc, đến gia đình yêu cầu được xem xét tử thi. Kết quả, lực lượng chức năng thấy trên tử thi có 4 vết thương tại cổ, ngực, hông, cổ tay trái có vết thương hở. Tiếp tục tiến hành điều tra hiện trường xung quanh ngôi nhà, cơ quan công an phát hiện tử thi người phụ nữ sinh năm 1985 là con gái của ông này ở con sông thủy lợi trước cửa nhà. Đến khoảng hơn 12 giờ trưa cùng ngày 4 tháng 6, Thi thể cháu trai là con của người phụ nữ sinh năm 1985 cũng được cơ quan chức năng tìm thấy tại đoạn sông Thủy Lợi gần trước cửa nhà. Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy, vào tối mùng 3 tháng 6, gia đình có xảy ra mâu thuẫn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra xác minh sự việc. Từ sáng ngày 4 tháng 6, nhiều người dùng dịch vụ Việt Nam Post đã phản ánh không thể truy cập ứng dụng vào website của đơn vị. Trên một số cộng đồng của người bán hàng online tại Việt Nam Hàng loạt thành viên đã than phiền là không thể tạo đơn giao hay là sử dụng dịch vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Hiện website của đơn vị cũng đang trong tình trạng không thể truy cập. Đại diện Vietnam Post cho biết hệ thống của họ đã bị dính mã độc tấn công theo thông báo vào khoảng 3 giờ 10 phút ngày 4 tháng 6, hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã bị tấn công bởi mã độc tống tiền, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ bưu chính chuyển phát. Ngay khi phát hiện sự cố, Bưu điện Việt Nam đã kích hoạt kịch bản hành động, bám sát theo hướng dẫn của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó có việc ngắt kết nối các hệ thống công nghệ thông tin để cô lập sự cố và bảo vệ dữ liệu. Chính vì vậy, các website có chứa vnpost.vn trong tên miền và các ứng dụng liên quan sẽ tạm thời bị gián đoạn trong thời gian khắc phục sự cố. Đây cũng chính là lý do khiến cho người dùng hiện tại không thể truy cập vào trang chủ của Bưu điện Việt Nam. Thời gian qua, số vụ tấn công mã độc tống tiền và hạ tầng doanh nghiệp tại Việt Nam tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Một đặc điểm chung của những loại ma túy thế hệ mới là đều được điều chế bằng các phương pháp hóa học tổng hợp, khiến cho nhiều người dùng ngộ nhận rằng chúng không nguy hiểm bằng ma túy truyền thống. Hiện nay, một loại ma túy thế hệ mới mang tên là nước vui đang thâm nhập vào giới trẻ và điều đáng buồn là nhiều người trẻ lại thích dùng. Chính vì nhu cầu cao của mặt hàng này nên rất nhiều đối tượng đã tìm cách đưa ma túy nước vui vào Việt Nam bằng nhiều con đường. Và vào đêm qua, mùng 3 tháng 6, Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang một đối tượng sinh năm 2002, quê Sóc Trăng khi đang vận chuyển trái phép 260 bịch ma túy dạng nước vui từ Campuchia tuồn vào Việt Nam. Cụ thể vào khoảng 23 giờ đêm mùng 3 tháng 6, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra canh gác tại khu vực gần cột mốc biên giới thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện Nguyễn Thanh Sang, 22 tuổi, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tiến hành bắt giữ, khám xét, các chiến sĩ biên phòng phát hiện sang dùng băng keo bó chặt trong người 260 gói hàng có trọng lượng 2,24 kg. Khi test nhanh đều dương tính với ma túy. Tiến hành kiểm tra, sang khai nhận 260 gói hàng trên là ma túy tổng hợp có tên thường gọi là nước vui. Số ma túy này sang vận chuyển thuê cho một người Campuchia với tiền công là 5 triệu đồng. Hiện bộ đội biên phòng Tây Ninh đang mở rộng điều tra hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án, bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Mỗi khi thấy đau nhức cơ thể thì nhiều người thường có thói quen là rác hơi. Đây là phương pháp chữa bệnh dân gian được lưu truyền từ xa xưa, ưu điểm là không tốn kém và dễ thực hiện tại nhà. Rác hơi là liệu pháp giải độc cơ thể ngày càng được ưa chuộng, nhưng nếu lạm dụng hoặc dùng sai cách thì rất nguy hiểm nhiều bệnh nhân hay là trạng thái sức khỏe cấm kỵ rác hơi cũng như là nguy hại tới mạng sống. Và chiều ngày 4 tháng 6, bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã vừa cứu điều trị thành công cho một bệnh nhân 35 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh bị đột quỵ nguy kịch với nguyên nhân xuất phát từ việc điều trị rác hơi không an toàn tại nhà. Theo thông tin bệnh nhân vốn khỏe mạnh Tuy vậy mới đây, bệnh nhân này được chuyển vào khoa cấp cứu Bệnh viện quân y 175 trong tình trạng ý thức lơ mơ, mất ngôn ngữ toàn bộ, liệt hoàn toàn nửa người phải. Trên da vùng cổ bên trái vẫn in hẳn dấu tích dụng cụ rác hơi. Bệnh viện lập tức kích hoạt trình, quy trình báo động đột quỵ. Khẩn trương thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não bán cầu trái giờ thứ hai do tắc động mạch cảnh trong trái và động mạch não giữa trái bởi huyết khối sau gần một giờ đồng hồ nỗ lực cứu chữa các mạch máu bị tổn thương được khơi thông và sửa chữa não được tái tưới máu các bác sĩ cho biết thêm bệnh nhân đã thực hiện rác hơi một phương pháp trị liệu có từ lâu đời và được áp dụng rất phổ biến đây là nguyên nhân trực tiếp gây bóc tách động mạch cạnh trong được biết bệnh nhân có thói quen nhờ người chị ruột rác hơi tại nhà mỗi khi đau lưng đau vai gáy Hôm nay mùng 4 tháng 6, bước sang ngày thứ hai, bốn ngân hàng tiếp tục mở bán vàng miếng. Tuy nhiên tại nhiều địa điểm, khách dù chờ đợi từ rất sớm nhưng vẫn không thể mua vàng. Giá bán vàng cũng giảm so với hôm qua và ở mức 77,98 triệu đồng một lượng. Nhiều ngân hàng có số lượng quầy bán vàng ít, thủ tục khai báo phòng chống rửa tiền với một số khách hàng mất thời gian nên không kịp giải phóng các hàng chờ, khiến số lượng đợi rất đông. Do vậy sáng nay, các điểm bán vàng tạm ngừng việc nhận thêm khách nhằm điều chỉnh quy trình bán vàng đồng thời tăng cường mở rộng các quầy bán vàng so với hôm qua. Từ chiều nay, các điểm bán đã tiếp tục cung vàng ra thị trường sau khi điều chỉnh lại quy trình và các quầy giao dịch. Do các ngân hàng ngừng bán vàng sáng nay, một bộ phận khách hàng đổ về chi nhánh của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn. Đến 10 giờ 30 tất cả chi nhánh SJC Hà Nội thông báo hết vàng, hẹn khách liên hệ vào sáng hôm sau. Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới. Việc điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc từ lâu là việc vô cùng nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra do hành vi này. Thế nhưng nhiều người vẫn vô tư và ngang nhiên bất chấp nguy hiểm. Ngày 4 tháng 6, một đoạn clip camera hành trình dài hơn 20 giây đang lan truyền trên mạng xã hội và ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô lùi xe trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai gây bức xúc cho dư luận. Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 52 phút sáng nay. Lúc này thì ô tô con mang biển kiểm soát 51K 35261 đang di chuyển đã vượt quá điểm rẽ cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thay vì tiếp tục di chuyển thì tài xế lại bất ngờ cho xe lùi lại. Mặc dù đã được người tham gia giao thông cùng chiều cảnh báo, nhưng tài xế ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh vẫn ngang nhiên lùi xe, bất chấp sự an toàn của bản thân và những người khác. Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 8 của cảnh sát giao thông đã vào cuộc xác minh. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã liên hệ với chủ phương tiện để mời làm việc và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Theo Nghị định 100 năm 2019 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt, quy định mức phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc Bên cạnh đó, tài xế vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng. Một người đàn ông Ấn Độ vừa phá kỷ lục Guinness thế giới của chính mình với thành tích sử dụng mũi để gõ bảng chữ cái trên bàn phím máy tính chỉ trong vòng 25,66 giây. Anh Vinod Kumar Choi Harry, 44 tuổi, đã lần đầu tiên lập kỷ lục Guinness thế giới vào năm 2023 với thành tích dùng mũi gõ bảng chữ cái trong vòng 27,8 giây. Cũng trong năm 2023, Chot Harry tự phá kỷ lục của chính mình với thành tích thực hiện thao tác này trong 26,73 giây và mới đây nhất, anh tiếp tục sô đổ kỷ lục này với thời gian chỉ 25,66 giây. Ngoài ra, anh còn giữ kỷ lục về thời gian gõ ngược bảng chữ cái bằng một tay nhanh nhất, 5,36 giây và thời gian gõ bảng chữ cái bằng tay vòng ra sau lưng nhanh nhất 6,78 giây. Theo quy định của tổ chức kỷ lục Guinness thế giới, để kỷ lục được công nhận, John Harry phải gõ được tất cả 26 chữ cái trong bảng chữ cái La Mã trên bàn phím QWERTY tiêu chuẩn với khoảng cách giữa mỗi chữ cái. trải nghiệm tại một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới sẽ là điều thú vị và khó quên mà có lẽ nhiều người muốn thử một lần trong đời. Sân bay Lukla, tọa lạc tại thị trấn cùng tên ở miền đông Nepal, nằm treo leo trên dãy Himalaya hùng vĩ ở độ cao 2.800m, được mệnh danh là sân bay nguy hiểm nhất hành tinh. Bao quanh bởi những ngọn núi cao chót vót, đường băng của sân bay Lukla dài chỉ hơn 600m, dốc 12 độ. Đây là sân bay dân dụng cao thứ hai thế giới, chỉ xếp sau sân bay Đạo Thành Á Đinh ở Trung Quốc. Được xây dựng vào năm 1964 bởi một nhà leo núi người New Zealand, địa hình hiểm trở và điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến sân bay Lúc La được mệnh danh là một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới. Đa số các chuyến bay đều được thực hiện vào sáng sớm hoặc thỉnh thoảng là một buổi tối, lúc trời quang, mây tạnh nhất. Thời gian máy bay hạ cánh khá nhanh, thường chỉ 10 giây, Bao quanh nơi này là sương mù dày đặc, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế. Chỉ cần đi chạch hướng hoặc thời tiết có mây mù là máy bay có thể đâm vào ngọn núi phía trước mặt. Do đó, để hạ cánh an toàn ở đây, đòi hỏi phi công phải có kỹ năng cao và kinh nghiệm dày dặn. Theo thống kê, đã có hàng chục vụ tai nạn máy bay xảy ra tại Lúc La kể từ khi sân bay này được xây dựng. Trong đó, vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm 2008, khiến 148 người thiệt mạng. Và cùng đến với tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị, ô nhiễm rác thải nhựa đang là một vấn đề nhức nhối đối với nhiều dòng sông, cửa biển tại nước ta. Rác thải nhựa bóp nghẹt dòng chảy của các dòng sông, đặc biệt là dòng sông Hồng đang phải chịu hàng tấn rác hay nước thải. Trước thực trạng đó thì dự án giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng đang được triển khai và bước đầu thu được hơn 15.000 kg rác. Trong đó thì phần lớn là rác thải nhựa được thu gom từ các bẫy rác đặt trên sông Hồng đã được phân loại và xử lý đảm bảo an toàn. Vậy thì mô hình này hiệu quả như thế nào và cần nhân rộng như thế nào trong thời gian tới? Ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Ca, chuyên gia tài nguyên môi trường để cùng trao đổi kỹ hơn về câu chuyện này. Xin cảm ơn ông đến với chương trình của chúng tôi. Vâng, để cho quý khán giả có cái nhìn tổng quan hơn về câu chuyện ô nhiễm thì ông có thể nói một cách phân tích một cách đầy đủ hơn về cái thực trạng ô nhiễm tại sông Hồng nói riêng cũng như là các dòng sông tại Việt Nam nói chung. Nói chung là các con sông Việt Nam hiện nay thì đã bị ô nhiễm ở cái mức độ khác nhau và cái nguồn ô nhiễm chính là ô nhiễm chất dinh dưỡng và ô nhiễm rác thải nhựa và những con sông này thì cái nguồn rác thải mà ra sông thì nó có một số nguồn cái thứ nhất ấy là cái nguồn mà nước mưa nó chảy tràn và nó 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 mang cái rác từ ở từ, từ từ vứt là không không được thu gom xử lý ở trên bờ và chảy xuống các con kênh và sau đó chảy ra cửa sông lớn và cái thứ hai nữa là cái lượng rác mà người ta vứt trực tiếp ra sông và ta đã biết ý, các con sông này đã tải cái rác ra 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 ngoài biển và gây nên cái hai cái hiện tượng ô nhiễm nguy hiểm nhất của biển và đại dương đấy là ô nhiễm chất thải nhựa và ô nhiễm thứ hai là ô nhiễm chất dinh dưỡng vâng vậy thì thời gian qua chúng ta thấy có cái mô hình bẫy rác trên sông Hồng và được làm tại Nam Định vậy thì khi ông quan sát thì ông có những đánh giá thế nào về mô hình đó? Tôi cho rằng là những cái mô hình này thì có những cái thành công ở một độ nhất định. Ta có thể đánh giá là như thế này, tức là một năm thì Việt Nam đã thải ra môi trường khoảng chừng 1,8 triệu tấn chất thải nhựa và với cái 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 mức độ tài chế chỉ được 12, từ 12 đến 15%. Thì như vậy và nếu mà đánh giá chung theo cái số liệu của Bộ Tài nguyên Môi trường ấy, thì tính cả nông thôn và đô thị thì có khoảng 30% cái lượng rác thải này không được thu gom. Tức là khoảng 500 000 tấn rác thải nhựa không được thu, thu gom. Và theo cái đánh giá của, của, của Ngân hàng Thế giới thì khoảng 15% này nó sẽ tìm đường để tới đại dương thông qua các con sông và thông qua cái 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 những cái việc mà người ta ném trực tiếp ra ra, ra bãi sông hoặc ra bãi biển hoặc ra, ra biển thì như vậy có thể thấy rằng là cái 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 cái, cái, cái con số 15.000 tấn rác thải trong đó thì có khoảng độ trên một nửa là rác thải nhựa thì không phải là con số lớn lắm nhưng mà ngược lại cái hiệu ứng truyền thông của nó rất là lớn tức là nó cho thấy là cái tầm quan trọng của cái việc mà giảm thiểu rác thải nhựa và cái, cái cái việc cần phải thu gom và xử lý rác thải nhựa và trên cơ sở đấy để đảm bảo cái cái những cái con dòng sông sạch và đảm bảo là giảm thiểu tác hại của rác thải nhựa tới cái hệ sinh thái biển tới các ngành kinh tế biển. Ờ, chúng ta sẽ nói về những cái um, câu chuyện nó nhỏ hơn vừa rồi là rác ra, ra sông ra biển ở các cái khu vực kênh rạch tại khu vực đô thị chúng ta thấy thời gian qua thì có những hình ảnh rất đẹp các hội nhóm chia sẻ nhau những hình ảnh là có những nhóm tham gia nhặt rác, làm sạch rác tại sông, tại kênh rạch. À, tuy nhiên chúng ta thấy dường như nó cũng không có giải quyết được nhiều. Vì sau một thời gian thì rác nó lại quay lại, nó lại xuất hiện. Ông có nhận định thế nào về thực trạng đó, về ý thức đó? Vâng, ừ, thì thực ra mà nói thì cái vấn đề này là vấn đề rất là đau đầu của Việt Nam. Tức là đúng như là anh nói là cứ sau một thời gian là rác nó lại quay trở lại như cũ. Và cái này thì là do như tôi đã nói là tính chung ấy, thì ở đô thị thì cái phần mà 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 cái thất thoát nó ít hơn nó khoảng chừng độ 5 đến 10 thôi là cái lượng nhưng cái 5 đến 10 phần rác thải mà cái, cái cái cái, hàm lượng rác thải nhựa rất là lớn cho nên là cuối cùng là các dòng sông thì chỉ một thời gian ngắn là trở lại đầy rác và như vậy thì chúng ta cần phải cải tiến cái công tác thu gom và xử lý chất thải theo cái quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020 và đặc biệt là làm thế nào để mà 2024 là cái năm mà là cái giai đoạn cuối cùng cái mốc ấy để chúng ta là thực hiện cái việc phân loại thu gom và xử vận chuyển và xử lý cái chất thải uh, sinh hoạt đã phân loại. Vâng, nói kỹ hơn về các cái giải pháp thì chúng ta thấy được là những hiệu quả bước đầu của cái mô hình là bẫy rác trên sông. Vậy thì chắc hẳn là chúng ta cần có thêm những cái biện pháp khác để nhân rộng chứ không chỉ dừng lại ở việc bẫy rác phải không thưa ông? đúng là như thế. tức là cái bẫy rác ấy thì cái thành công lớn nhất của bẫy rác nó phải là công tác truyền thông để cho nâng cao cái 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 ý thức, nâng cao cái nhận thức của cán bộ chính quyền cũng như là của của người dân để làm thế nào mà cán bộ chính quyền cũng như người dân triển khai tốt những cái quy định pháp luật của Việt Nam về cái việc mà thu gom vận chuyển xử lý chất thải và đặc biệt là chất thải nhựa và làm thế nào để mà tăng cường cái 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 tái chế lên để mà giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường. Vâng. Và, và một thực tế nữa là rõ ràng không chỉ có sông Hồng đang bị ô nhiễm mà nhiều cái dòng sông khác của Việt Nam cũng bị ô nhiễm không kém. Vậy thì theo ông chúng ta cần có giải pháp triệt để như thế nào để đảm bảo là kéo giảm đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm rác trên các dòng sông và việc mô hình bẫy rác nó có phù hợp cho tất cả các dòng sông hay không hay là nó sẽ hợp với một vài sông thôi ạ? Thưa ông. Thực ra thì mô hình bẫy rác ấy thì cũng đã được áp dụng trên thế giới và áp dụng trước đây ở Việt Nam ở một số cái vị trí tức là khi mà người ta thấy là rác thải tập trung rất nhiều thì người ta lập cái bẫy rác ở đó và cái bẫy rác ấy giúp người ta là tiết kiệm rất nhiều cái thời gian để thu gom cái lượng rác thải mà được vứt lung tung và nó chảy ra 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 ra, 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 ra sông và trên cơ sở đấy nó có thể, cuối cùng nó có thể chảy ra biển và như vậy tôi thấy rằng là cái mô hình bẫy rác cũng là cái mô hình cần phải nhân động nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng là nói chung là chúng ta cần phải có những cái cái tức là xây dựng cái những cái văn bản quy phạm pháp luật ấy, để mà có hướng dẫn cụ thể hơn, rõ ràng hơn và đồng thời nữa các đầu tư tức là chúng ta phải thấy rằng là cái tác hại của rác thải là rất lớn đối với đối à, đối với người dân và đối với những cái hoạt động kinh tế xã hội của 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 đất nước nói chung thì như vậy thì là cái việc mà triển khai thu gom, vận chuyển và xử lý thì rác thải và đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt một cách phù hợp nhất và phù hợp với những cái quy định pháp luật là một cái điều tối quan trọng để và đảm bảo là giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra. Vâng và cũng rất muốn ông có thể chia sẻ một cách chi tiết hơn về những cái bài học, những kinh nghiệm trên các nước trên thế giới khi họ áp dụng cái công nghệ từ thủ công cho đến tự động để có thể thu gom được rác nhiều nhất và Việt Nam thì có thể học hỏi được những gì ạ, thưa ông thực ra thì tôi thấy rằng là ở các nước đang phát triển ấy, thì có điều kiện tương tự như việt nam thì cũng nhiều nước đã áp dụng cái mô hình là bẫy rác ở trên sông để mà thu gom rác bởi vì là đối với những cái nước như vậy thì là cái lượng rác thải mà không được xử lý tức là không được thu gom và xử lý nó khá lớn do vậy nó gây ô nhiễm với dòng sông như vậy tôi thấy rằng là ta phải áp dụng rất nhiều các biện pháp trong đó tôi cho rằng cần phải chú trọng vào cái việc là 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 uh, thực hiện triển khai cái đầu tư cơ sở hạ tầng để thu gom, vận chuyển và xử lý và đăng thời, đồng thời nữa là tăng cái 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 tỷ lệ mà có thể tái chế cái rác thải đặc biệt rác thải nhựa lên để làm thế nào để mà giảm thiểu cái lượng rác thải ra ra các sông cũng như là là ra môi trường nói chung và đồng thời nữa là ta cũng nên nghiên cứu để mà mà, mà nhân rộng cái mô hình mà làm bẫy rác trên sông để mà tức là ta áp dụng rất nhiều cái biện pháp và đặc biệt là 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 cần phải tăng cường cái việc tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với người dân để người dân cũng như các bộ chính quyền hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc mà thu gom vận chuyển và xử lý rác thải đúng cách để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vâng, cũng xin được làm rõ hơn một ý nữa ông vừa nói là đó là các nước đang phát triển ạ. Thế còn có bài học nào từ các nước đã phát triển các nước phát triển mà họ có những cái bài học rất hay để Việt Nam áp dụng trong thời gian tới hay không thưa ông? đối với các nước phát triển ấy, thì người ta thu gom rác thải cực kỳ tốt, vâng. tức là cái lượng rác thải mà thất thoát ra môi trường ấy, rất ít và do vậy thì cái vấn đề rác thải nhựa cũng như là ô nhiễm môi trường do chất dinh dưỡng thì thì, thì gần như là nó người, người ta đã giải quyết được cái vấn đề đó. thì đối với cái rác thải nhựa đó người ta đã phân loại, phân loại tài nguồn và trên cơ sở đó thì người ta có giải pháp và xử lý phù hợp và đặc biệt là cái tỷ lệ tái chế thì người ta lớn hơn mình khá nhiều. Tuy vậy ta phải nhận thức một vấn đề này là rất nhiều nước phát triển trong những thời gian vừa qua ấy. thì bởi vì là cái 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 tái chế rác thải cái cái, cái cái hiệu quả kinh tế của nó không được cao lắm, cho nên là người ta tìm cách người ta xuất khẩu rác ra, ra các nước ra sang sang các nước đang phát triển. Ví dụ như Việt Nam chẳng hạn thì ta cũng nhập khá nhiều những cái cái, cái 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 chất thải nhựa ấy để mà ta tạo thành những cái sản phẩm nhựa tái chế và nó rẻ hơn thì tôi cho rằng là những cái đó cần cái, những cái cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cần phải quan tâm và trong tương lai thì ta cần phải hạn chế tới mức tối thiểu cái việc nhập những cái loại rác thải mà rác thải nhựa từ nước ngoài mà ta nên tập trung và khẩn trương triển khai cái việc mà thu gom cái 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 chất thải và đặc biệt là tái chế cái chất thải nhựa được. ở trong nước. Và tôi nghĩ dù sao thì cũng là một vấn đề cần nhiều thời gian, không thể nào là ngày 1 ngày 2 được. Nhưng tôi nghĩ ý thức người dân vẫn là điều quan trọng nhất và cũng hy vọng là sau chương trình này sau bữa cơm tối của quý vị, việc chúng ta phân loại rác tại nguồn này, mình có ý thức không vứt rác bừa bãi, vứt rác đúng nơi quy định. Chỉ là những cái việc nhỏ nhất của mỗi gia đình thôi Nó cũng sẽ góp phần lớn vào chuyện Chúng ta sẽ có thể giảm thiểu ô nhiễm rác Và không cần phải bẫy quá nhiều rác trên sông Như hiện nay chúng ta đang nói nữa Vâng, đề... như thế dạ, Xin được cảm ơn Phó Sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca Với những ý kiến trong chương trình hôm nay Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành Cùng với chương trình của chúng tôi hôm nay Và nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Chào buổi tối, xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo